Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an các tỉnh thành phố để điều tra về hoạt động của hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh phía Nam. Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã khởi tố 33 bị can về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đủ cơ sở chứng minh các trung tâm đăng kiểm nói trên cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trục lợi số tiền khủng hàng chục tỷ đồng. Theo hồ sơ điều tra, trong số 9 trung tâm đăng kiểm nói trên, có 5 trung tâm do ông Trần Lập Nghĩa, 47 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đứng sau. Các trung tâm này đặt tại các tỉnh như Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 1, điều 7, Nghị định 139/2018 NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, đề cập rõ mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Tuy nhiên, tại các trung tâm kiểm định, ông Nghĩa có lập danh sách đăng kiểm viên nhưng thực chất không làm việc. Các trung tâm sử dụng các nhân viên không có giấy chứng nhận đăng kiểm viên, mặc quần áo đồng phục để vận hành dây chuyền kiểm định, thực hiện các bước đăng kiểm xe cơ giới. Chính các nhân viên này sau đó đã giả chữ ký đăng kiểm viên ký vào hồ sơ kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ. Công an chứng minh được, tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm của xe đến đăng kiểm. Thủ đoạn là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê phụ tùng để thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Đến nay, các trung tâm của ông Nghĩa đã cấp khoảng 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô đến đăng kiểm trái quy định, thu lợi ước tính trên 10 tỷ đồng. Đáng nói, gần 2 tháng trước, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 6 người, trong đó có ông Trần Lập Nghĩa, về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D, đóng tại quốc lộ 80, xã An Nhơn, huyện Châu Thành. Được biết, trung tâm 6602D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Khôi do Nguyễn Thạnh Nguyễn, 32 tuổi làm giám đốc, nhưng thực chất là ông Nghĩa đứng sau. Chiều ngày 14 tháng 10, lực lượng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phục kích bắt quả tang 4 nhân viên của trung tâm 6602D đang nhận tiền hối lộ của các tài xế để bỏ qua lỗi các ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm. Nhóm này thừa nhận đã thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm và cấp giấy đăng kiểm cho mỗi trường hợp. Trong ngày 14 tháng 10, nhóm tại trung tâm 6602D đã đăng kiểm 44 phương tiện, nhận hối lộ hơn 20,5 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ sai phạm nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm mà Trần Lập Nghĩa là trùm đứng sau điều hành. Hàng loạt các trung tâm đăng kiểm đã dùng đủ các chiêu trò như kiểu bán mảnh giấy tem đăng kiểm một cách tinh vi để thu lợi bất chính.